Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, sau khi tạo ra những cơn mưa về đêm ở vùng núi, trong ngày hôm nay, vùng hội tụ gió trên cao sẽ yếu đi. Thay vào đó là hoàn lưu vùng áp thấp nóng phía Tây mở rộng và bao trùm khắp khu vực Bắc Bộ. Vì thế, Bắc Bộ sẽ có nắng từ sớm. Vùng nóng không chỉ xảy ra ở khu vực đồng bằng mà sẽ mở rộng lên cả các tỉnh Trung Du như là Bắc Giang, Thái Nguyên cũng như là Phú Thọ với mức nhiệt phổ biến trong khoảng là từ 35 cho đến 37 độ. Riêng khu vực thủ đô Hà Nội và Hòa Bình trong ngày hôm nay sẽ có nhiệt độ cao, xấp xỉ 38 độ. Vùng thấp nóng phía Tây cũng chính là nguyên nhân gây tăng nhiệt nhanh ở các tỉnh thành miền Trung. Trong ngày hôm nay, khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho tới tận Bình Định đều có nắng sớm. Dưới cái nắng gay gắt, nhiệt độ sẽ tăng khá nhanh. Khoảng thời gian từ trưa cho đến chiều, nhiệt độ ở đây sẽ tăng lên ngưỡng 36 cho đến 37 độ. Ở các huyện vùng núi phía Tây như là Hồi Xuân, Tương Dương hay là cả Hương Khê có thể đạt ngưỡng nắng nóng gay gắt với mức nhiệt lên tới là 39 độ, cảm giác khô nóng rất khó chịu. Khu vực từ Phú Yên trở vào đến Bình Thuận về chiều và tối vẫn có mưa rông, cục bộ có nơi mưa khá. Còn ban ngày trời có nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở đây phổ biến từ 34 cho đến 35 độ. Không nắng gắt như các tỉnh Bắc Bộ và miền Trung, hôm nay Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình, nên ban ngày trên cả hai khu vực vẫn có được tiết trời tạnh giáo, có nắng nhưng cường độ không mạnh. Ở Tây Nguyên, nhiệt độ phổ biến từ 29 cho đến 32 độ, còn Nam Bộ nhiệt độ nhỉnh hơn, song cũng không nơi nào có ngưỡng nắng nóng là 35 độ. Về chiều tối, Nam Bộ và Tây Nguyên sẽ có mưa rào và dông, cục bộ có điểm mưa khá, nên khả năng cao người dân các tỉnh thành phía Nam có thể phải đối mặt với nguy cơ về ngập úng hay ách tắc giao thông. Trên biển, trong ngày hôm nay, khu vực có thời tiết xấu tiếp tục tập trung tại vùng biển phía Nam của Biển Đông, trong đó có khu vực của huyện đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận trở vào đến Cà Mau đến Kiên Giang cũng như là vùng vịnh Thái Lan. Dự báo ở các khu vực biển này tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, nhất là thời điểm chiều tối. Mưa dông không chỉ khiến cho tầm nhìn xa giảm thấp mà nguy cơ cao còn có thể kèm theo tố, lốc và gió giật mạnh nguy hiểm, nên bà con ngư dân vẫn cần hết sức lưu ý. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.